Bác quyết làm mẫu dạy trẻ chậm nói. Rồi dạy nó mọi lúc mọi nơi nhé bố mẹ nhé. Đi chơi cũng dạy được, đi tắm cũng dạy được, kể cả ăn cơm ấy cũng dạy được. À, rau, 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 ơi rau, xanh, xanh, à, ớt, đỏ, đỏ, à, cá, 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 bơi, bơi. À, mình vừa giới thiệu cả chức năng của đồ vật, thì sự vật hiện tượng đấy luôn. À, rồi ở nhà nữa là bố mẹ tăng cường chơi bắt chước, chơi giả vờ, à, biết giả vờ nấu ăn này. À, mẹ xào, xào, thơm, thơm thế, mam, mam, à, đến lượt, mam, mam, đó. Thì mình chơi giả vờ với bạn ấy như vậy, bố mẹ ạ. Rồi, làm khó nó một tí, giống như nãy tôi bảo, muốn lấy, muốn giả sử biết thừa là nó muốn lấy cái con gấu này chẳng hạn, mà trong tầm với của bạn ấy gì, mình lấy lại, à, ạ à, mẹ nào, ạ à, thì mới đưa, dê thì mới đưa, à, xin thì mới đưa. Làm khó nó một chút để nó bắt buộc nó phải có nhu cầu giao tiếp với mình nha bố mẹ nhé. Thế còn cái vấn đề mà nó hơi hoạt động một chút thì kệ nó. Tuổi này chưa ai chẩn đoán tăng động làm gì cả. Nó chỉ là hiếu động hơn với lứa tuổi thôi. Chịu khó là mình dắt nó đi giải phóng bớt năng lượng, nó việc dắt nó cho nó đi bộ.